Ok, hello anh em, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của FunGame. Và chúng ta sẽ tiếp tục tới với trò chơi Tru Tiên 3D do Gamota phát hành tại Việt Nam. Thì lời đầu tiên cho phép FunGame được rất là cảm ơn một vài các anh em. Vì hôm qua thì mình có đọc được ở trên vô tình, thì mình có vào trên group của trò chơi Tru Tiên, thì mình thấy có một vài bạn nữ thì một vài bạn nữ đấy muốn hỏi cái gì nhỉ? Đầu tiên thì mình rất là cảm ơn các bạn nữ đấy. Sau đó thì một vài bạn nữ thì có muốn hỏi rồi muốn biết được cái Facebook cá nhân của mình. Tuy nhiên thì như mình có nói và cũng có trao đổi với một vài người, chắc chắn là cũng sẽ có một vài người biết đến mình rồi. Thì mình cũng mong muốn là các bạn nếu mà muốn hỏi thêm những cái kiến thức gì về trò chơi Tru Tiên thì có thể chat ngay trên cái fanpage của mình là FunGame, cái trang tin giải trí ấy. Hoặc là để lại ngay dưới những cái comment ở những cái video mà mình có làm. Ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn gặp mình ấy, gặp Đép Quỷ Lệ ở trong game ấy, thì các bạn hãy chuyển về server 2, sau đó là vào Bang Bá Vương. Đấy, thì các bạn có thể hàng ngày đều gặp mình, đều tham gia các cái hoạt động ở trong cái trò chơi này. Ngoài ra thì mình cũng đọc một vài cái comment của một vài anh em ở trong cái group, ở trong cái bài thảo luận đấy, thì các anh em nói là mình gì nhỉ? Ít nói hay gì gì đó. Thì ok, đúng là tại vì mình ít nói, nhưng mà vì lý do là mình khá là bận, cho nên là mình không thể nào mà có thể là mình tham gia những cái hoạt động này xong thì mình còn phải làm những cái việc riêng cá nhân nữa, cho nên mình không có thời gian để chat. Cho nên khi mà mình tham gia các hoạt động xong thì mình out luôn, để mình có thể đủ thời gian để tham gia hoạt động. Nếu mà nhiều anh em biết thì mình cũng thường on game khá là muộn, vì khoảng thời gian của mình đi làm là làm ban ngày từ từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Sau đó thì tầm ăn cơm xong là tầm 7 rưỡi, 8 giờ mình bắt đầu vào game. Ok, như vậy là mình đã giải thích qua cho một vài các bạn ở trên cái group. Mà các bạn có mong muốn là gặp mình nhá, thì hãy sang server S2 là server tiểu phàm, sau đó lại vào cái bang mình là bang Bá Vương. Đó, thì anh em cứ thấy đây này, mình đang đứng ở trong bang này. Anh em nào cần gặp thì cứ vào đây thôi. Đó. Ok, ngoài ra nữa thì hôm nay thì mình có muốn làm một cái clip này là vì hôm nay trò chơi Tru Tiên họ update một cái phiên bản mới. Và cái phiên bản này có một cái chức năng khá là hay. Đó chính là cái gì đây nhỉ? Cái lật ô quà. Thì hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn cái lật ô vui vẻ này để xem nó như thế nào. Ok. Ở đây thì chúng ta sẽ có, mình đọc ở đây thì chúng ta sẽ có 56 lượt mở ô. Trong đó thì chúng ta có thì số ngày còn là 4 ngày, cũng nghĩa là chúng ta chỉ có 4 ngày để tham gia trò chơi này thôi. Ok, chúng ta tới thăm xem là như thế nào nào. Thì cứ lật thôi à? Rồi, ok lật. Ui, lần này lật cần tiêu hao 100 vàng khóa. Xác nhận lật mở. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta chỉ được nhận một lần free thôi. Và sẽ mất 100 vàng khóa cơ. 100 vàng khóa cho 56 ô là 5.600 vàng để có thể mở hết được số ô này. Cũng kinh ấy nhỉ. Ok, chúng ta mình sẽ demo 10 phát đi. Mình thì thích ô màu thẫm, cho nên mình sẽ chọn tất cả những cái ô mà có màu thẫm này. Ok, demo 10.000 vàng khóa. 1.000 vàng khóa. Ôi, toàn được ôi, hay lắm, được 30 mảnh chân tiên cũng khá ngon. 3 rồi này. Ui 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Cái này có phải hiến máu quá nhở. Ui, quên mình không để ý, hình như là lên đến 200 vàng khóa rồi sao ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đến ô thứ 8 là chúng ta mất 200 vàng khóa rồi. Đây, như vậy là mình hết đến mấy nghìn vàng rồi. Ok, làm pha này nữa đi. Ôi, không được gì. Đôi 4, 6, 8, 9. Làm phát cuối cùng là 10 phát trả phí xem sao. Mình chỉ thích ô màu thẫm thôi. Ôi, đen quá. Không được gì cả các bạn ạ. Như vậy là mình vừa đốt mất 1.500 vàng khóa rồi. Và chúng ta cũng không được nhận được gì nhiều. Hầu như toàn là tinh trần thôi. Tinh hồn thôi. Rồi, ok. Cái này cũng khá là hiến máu đấy anh em ạ. Mất 5.600 để được cái gì đây? Bên trong có tinh trần vũ khí 7 ngày này, tinh trần vũ khí 30 ngày này, mảnh chân tiên là quý thôi. Còn có đá tam vị này V8. Cái đá tam vị này V8 hôm nay mình nhìn thấy nhiều bạn trong group nói là cái đá tam vị này tăng sát thương, thì phải tăng sát thương bạo, chính xác là thế. Ok, cấp độ hiện tại là mình mở 11/56 ô rồi, như vậy là mình đã mất 10 ô mở trả phí và cũng không được gì nhiều. Ok, cũng được 30 mảnh chân tiên này thì cũng khá ổn đấy. Nói chung là chúng ta cũng có lãi đấy, chứ không phải là không lãi đâu. Ok, như vậy là mình đã review xong cho các bạn cái chức năng mới của cái phiên bản này. Ngoài ra nữa là mình cũng muốn giải thích cho các bạn là ở phiên bản này, ở bản update này thì chúng ta có nên chuyển sinh hay không, và cách chuyển sinh ra làm sao. Thì ở phiên bản này mới cập nhật ấy, thì hình như là Gamota, chính xác là Gamota đã mở toàn bộ cấp độ của của cái level sau khi chuyển sinh ấy. Cho nên là người chơi sẽ không bị không bị giới hạn ở cái level chuyển sinh nữa. Cho nên là nếu mà các bạn mà đạt max level 150 ấy, thì các bạn full cái vạch level 150 này, full cái vạch EXP level 150, sau đó các bạn cầm cái dùng cái này, dùng cái nét bàn kim ấn này này. Đó. Dùng cái vật phẩm này. Sau đó là dùng thì các bạn sẽ thăng thiên để chuyển sinh, phi thăng để chuyển sinh. Đó. Sau khi phi thăng cấp nhân vật điều chỉnh sẽ thành level 60. Đó. Các bạn chỉ cần trên đến làm sao để full cái vạch EXP level 150, full vạch, sau đó là dùng cái nét bàn kim ấn này là được. Đó, là các bạn sẽ chuyển sinh. Còn hiện tại thì mình chưa chuyển sinh, tại vì mình cũng đang muốn là cày nốt cái ở đây. Mình đang muốn đổi thưởng nốt cái cái lợi ích của việc chưa chuyển sinh và không chuyển sinh, đó là việc khi mà chúng ta chưa chuyển sinh ấy, thì cái EXP chúng ta sẽ đổi được cái viên bồi nguyên đan này, không bị mất vàng khóa. Còn nếu mà chúng ta mà chuyển sinh ấy, thì chúng ta sẽ phải đổi bồi nguyên đan, và hình như chúng ta mất vàng khóa thì phải, hình như 8 vàng hay sao ấy. Mình cũng không để ý lắm, nhưng hình như là mất 8 vàng. Cho nên mình chưa muốn chuyển sinh để mình up hết cái bồi nguyên đã. Chúng ta cần phải up 100 viên bồi nguyên thì sẽ là đủ. Cho nên là mình cần up bồi nguyên đã. Đây các bạn thấy là up bồi nguyên thì nếu mà chúng ta up full bồi nguyên thì cũng có thể lên được tầm 300-400.000 lực chiến. Rồi, ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn là hai cái chức năng quan trọng của cái phiên bản này. Một đó là cái gì đây? Tự nhiên không nhớ. Cái lật ô ấy. Lật ô quà này thì cũng khá là hút máu đấy. Anh em nếu có tiền thì cứ chơi, còn nếu không thì cứ chơi bình thường, mở free thôi cũng được, biết đâu may mắn thì được. Mình thấy có một vài anh em mở may mắn free một phát đã được ngay cái đá level 8 ấy rồi. Ngoài ra nữa thì mình khuyên các bạn là ở cái phiên bản này thì chúng ta nên chuyển sinh đi, và không cần phải giữ level 150 làm gì cả. Tùy các bạn, nếu các bạn cần nếu các bạn mà level VIP thấp mà chưa có nhiều vàng khóa thì các bạn có thể là cày thêm một thời gian, sau đó thì chuyển sinh. Còn nếu những bạn nào mà VIP cao thì có thể chuyển sinh ngay cũng được, vì nó đã mở giới hạn level rồi, nên các bạn có thể thoải mái chuyển sinh. Ngoài ra nữa là cái việc mình giải đáp cho một vài chị em hay là một vài anh em mà muốn biết tới fanpage cá nhân của mình ấy, thì chị em cứ mọi người cứ lên trên cái fanpage FunGame để trao đổi, hoặc là để hỏi về mình. Nếu mình có thể giải đáp được cho các bạn thì mình có thể sẽ giải đáp cho các bạn ở trên đó. Ngoài ra thì ở dưới những cái video mà mình làm hướng dẫn mọi người ở trong cái trò chơi Tru Tiên này thì mọi người có thể để lại các comment, thì mình cũng có thể cố gắng là mình sẽ thu xếp thời gian để có thể trả lời được toàn bộ tất cả những cái câu comment của mọi người. Còn nếu là những cái gì mà gấp rút quá mà các bạn cần giải đáp thì các bạn hãy lên trên trang FunGame. Còn xin phép là cái trang Facebook cá nhân thì mình xin được giữ bí mật. Ok, như vậy là mình đã làm xong. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like như là subscribe kênh YouTube của FunGame để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye.